Xôn xao clip thầy giáo liên tục động chạm vùng nhạy cảm của học viên nữ trong lúc dạy lái xe. Trong lúc hướng dẫn lái xe, nam giáo viên liên tục có những hành động đụng chạm nhạy cảm như đặt tay lên đùi, chạm vào tay, chạm vào phần ngực của nữ học viên gây phẫn nộ. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một thầy giáo liên tục có hành vi đụng chạm vào vùng nhạy cảm của học viên nữ trong lúc dạy lái xe khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra ở Hải Dương. Theo chia sẻ của tài khoản KH, ngay trong buổi đầu đi học lái xe, chị đã chứng kiến những hành động đụng chạm của thầy giáo kèm theo băn khoăn. Có phải thầy giáo để tay vào đùi, để tay trước ngực dạy mới chuẩn bài phải không? Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong lúc một nữ học viên đang ngồi ghế lái điều khiển vô lăng tập lái, thì một thầy giáo ngồi bên cạnh liên tục nhắc nhở, hướng dẫn nhấn ga, phanh xe, chú ý quan sát xung quanh. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý chính là trong quá trình hướng dẫn, thầy giáo liên tục đặt tay lên đùi học viên. Lúc cần gia xe hay phanh gấp, thầy giáo lại dùng tay lai đùi nữ sinh để ra hiệu. Thậm chí thỉnh thoảng, người đàn ông này còn nâng tay chạm vào ngực của học viên. Hay mỗi lần chỉnh vô lăng thì lại vừa nói vừa như vô tình chạm vào tay nữ học viên. Toàn bộ quá trình này đã được một nữ học viên khác ngồi ghế sau vừa quan sát vừa quay lại sự việc. Sau khi đăng tải sự việc nói trên, tài khoản KH hiện đã gỡ bài viết trên trang cá nhân. Tuy nhiên, một số tài khoản khác đã lưu lại clip và đăng lại trên một số diễn đàn. Sự việc sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xôn xao và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người lên tiếng chỉ trích và lên án hành động thiếu tế nhị của nam giáo viên nói trên. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên vụ thầy giáo dạy lái xe có hành động đụng chạm vào vùng nhạy cảm của nữ học viên bị ném đá. Bởi trước đó, một đoạn clip ghi lại việc một nam giáo viên dạy lái xe bị nhóm người chửi bới, đánh đập vì sờ đùi nữ học viên khi dạy lái cũng từng được chia sẻ gây xôn xao. Theo đoạn clip dài khoảng hơn 1 phút đăng tải trên mạng xã hội, một người đàn ông đang ngồi trong ghế phụ canh vô lăng thì bị một nam thanh niên mặc áo đen và một cô gái lao đến lớn tiếng chửi, mày láo toét, rồi tát liên tiếp. Ngay sau đó, người đàn ông này cũng bị chính cô gái mắng mỏ, đánh tới tấp đến khi phải lên tiếng xin lỗi, thì sự việc mới dừng lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.